Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình mới làm một con dừa thòng xong. Rồi giờ đi thả thôi. Đó. Mày cao 1 mét lận nha các bạn. Bốn màu. Trắng, đen, đỏ, vàng. Hôm nay có gió nè, thả thử coi. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi thả diều nha các bạn. À, con diều thùng 4 màu, 4 mùa luôn các bạn. Mùa dịch này là không biết làm gì, chỉ biết là đi thả diều thôi các bạn ơi. Giải trí nha các bạn. Đó, bây giờ là để con diều xuống đất, ro cước ra. Thả diều, cái này gọi là tự xử, thả diều một mình. Bữa nay có gió. Ngày hôm qua thì gió rất là mạnh, thả diều nhào quá trời nhào. Anh này đang chờ gió. À, gió tới nè, đó, chuẩn bị nè. Lên. Wow, hay quá. Điều này nhẹ gió lắm các bạn ơi. Giật một cái là lên liền. Cái một lên luôn nha. À, các bạn thấy không? Diều này rất là nhẹ gió. Ôi. Ngay mặt trời luôn á. Vô ngay mặt trời cháo quá các bạn. Sau khi diều lên rồi bắt đầu dẫn về nhà. Thấy diều mang giày ống rồi nhìn nên giống như là đi bắt rắn vậy các bạn. Sợ rắn cắn hay gì á. À, nhận diều về. À, bạn thấy diều lên không? Rất là đầm. Diều thùng này cũng dễ làm lắm các bạn. À, bữa nào sẽ làm một clip hướng dẫn làm diều thùng cho các bạn xem. Rồi lên rồi các bạn ơi. Thử một cái mọc lên luôn. Ngay mặt trời nha. Bốn màu. Đen, trắng, đỏ, vàng. Nhẹ gió ghê á. Gió hiu hiu là lên các bạn ơi. Ngay mặt trời luôn. Tại có mây che đó, chứ không mấy là quay không được luôn á. Quá chá đó, ngay mặt trời đó. Mày che tối quá, mù. Đầm ghê không? Trời mù quá.
này ta. Quay đứng dây luôn. Quá. Wow. Gió tới á, gió mạnh á. Cho hết nước rồi hả? Bị nghẹt gì chứ? Bị ngon ghê không? Trời sáng mù quá. Chuyển mưa hay sao á? Giờ này mình làm thả quá im luôn, đâu có văng đâu quý vị. Thả là khỏi ai biết luôn á. Chỉ thấy thôi chứ không nghe được tiếng văng. Đâu có làm văng đâu. Quá đậm không? Đó. Khung cảnh đủ trái quá chừng. Ở đây có con diều nè các bạn. Con diều, diều giái có đuôi nè. Trời mù quá, thấy không rõ. Các bạn thấy không? Video mình đến đây kết thúc các bạn ơi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Để mình zoom lớn lên hết ra lên coi. Rồi hết ra luôn. 12x luôn á. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rồi nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Thôi chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye.